Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát quang, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, di rời chuồng gia súc ra khỏi nhà ở, đồng thời thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã tập trung khảo sát, xây dựng các mô hình nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, các hộ nghèo khó khăn phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ các hộ nghèo thực hiện 12 mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng hàng trăm mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch, xây dựng nông thôn mới và mô hình mỗi hộ có một vườn rau xanh và cây ăn trái với hàng chục ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã khảo sát xây dựng các mô hình thiết thực như mô hình không có người tự tử, điện thắp sáng, làng quê, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế bằng cách vần đổi công, mô hình cải tạo vườn tạp. Nhờ vậy đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.